lễ đi quan cho mục sư Nguyễn Thị Hạnh. Kính thưa tam huynh, thưa các cụ, các ông, các bà, thưa các tôi con đại chúa trong hội thánh, thưa các cấp chính quyền tại địa phương cùng bà con khối phố có mặt trong lễ đi quan chiều nay. Người thân yêu của chúng ta là bà mục sư Nguyễn Thị Hạnh, sinh năm 1953. Sau một thời gian lâm bệnh đã được gia đình, hội thánh và đội ngũ y bác sĩ hết sức tận tình cứu chữa, nhưng bà đã không qua khỏi. Và nay được đẹp ý Thiên Chúa đến vào hồi 20 giờ ngày 19 tháng 8 năm 2018, mục sư Hạnh đã được chôn cất về trong nước thiên đàng vinh hiển của ngài, mục sư hưởng thọ 65 tuổi. Lời Chúa chấp rằng sự chết của các người thánh là quý báu trước mặt Đức Giê-hô-va, danh tiếng hơn đầu quý giá, ngày chết hơn ngày sinh. Đi đến nhà tang chế hơn là đến nhà diễn kiệt, thì tại đó thấy sự cuối cùng của mọi người và người sống đều và người sống đều là liên quan của mục sư Nguyễn Thị Hạnh hôm nay, tôi xin được trân trọng kính mời mục sư Nguyễn Kỳ Phượng sẽ bước lên để cầu nguyện khai lễ. Xin mời mục sư. Kính mời quý tôi tới chúa, con thần của Chúa chúng ta đứng lên, chúng ta hiệp lên tôi một sự cầu nguyện. Kính lạy của Chúa Trời là Cha yêu thương của chúng con, chúng con chào đón Ngài ở giữa vòng chúng con. Linh hồn chúng con chúc tụng Chúa, đấng vô cùng lớn lao và quyền năng, đấng đã tạo dựng toàn bộ cõi vũ trụ này, đấng đã tạo dựng chúng con cách đáng sợ và lạ lùng, đấng đã yêu chúng con nên là ban con một của Ngài là Đức Chúa Jesus Christ xuống trần gian này, chết trên thập tự giá, gánh tội thay chúng con và khiến con một của Ngài sống lại trong vinh quang và quyền năng. Chúng con tạ ơn Chúa vì Ngài đã yêu tôi tớ của Ngài, mục sư Nguyễn Thị Hạnh. Ngài đã gìn giữ tôi tớ của Chúa, giúp tôi tớ của Chúa trung thành cho đến cuối cùng. Tạ ơn Chúa vì Ngài đã rước linh hồn của tôi tớ Chúa, mục sư Nguyễn Thị Hạnh về nơi yên nghỉ vinh hiển đời đời của Ngài. Hôm nay chúng con tụ họp ở đây để làm nghi lễ về phần xá cho tôi tớ của Chúa. Chúa cầu xin sự hiện diện của ba ngôi Đức Chúa Trời đầy dẫy giữa phòng chúng con. Chúng cầu xin sự hiện diện của Đức Chúa Cha với chúng con, được Thánh Linh đầy dẫy giữa phòng chúng con. Chúng cầu xin Thánh Linh của Chúa động chạm thăm viếng từng tấm lòng của mỗi chúng con. Trong danh quyền năng Chúa Jesus Christ, chúng cầu xin Chúa an ủi tăng quyến, an ủi tất cả những người thân của mục sư Nguyễn Thị Hạnh. Và con cầu xin Chúa Ngài sức dầu ban ơn cho tất cả của tôi tớ Chúa, làm các nghi lễ còn lại phải phần sáng cho tôi tớ Ngài. Chúng cầu xin Chúa cũng động chạm tấm lòng tất cả những người có mặt, để mỗi chúng con qua tang lễ này biết ơn Ngài hơn, yêu Ngài hơn, đến gần Ngài hơn. Và chúng con đều sẽ quyết tâm chạy cuộc đua của chúng con, để mỗi một chúng con đều sau này đều đứng ở trước mặt Ngài trong sự vinh hiển. Chúng con chúc tụng Chúa, ngợi khen Ngài. Chúa ban phước cho tất cả mọi chi tiết trong cái tang lễ ngày hôm nay, tất cả mọi chi tiết còn lại con cầu xin sự ban phước của Chúa. Chúng con dâng mọi vinh hiển về cho Cha, chúng con đồng lòng cầu nguyện trong danh Đức Chúa Jesus Christ. Amen. Cảm ơn mục sư Nguyễn Kỳ Phượng đã đưa lời cầu nguyện. Lời Chúa chép rằng trong Tân Huyền 14 câu 13: Tôi nghe có tiếng đến từ trời rằng, hãy viết lấy từ giày phước thay cho những người chết là người chết trong Chúa. Đức Thánh Linh phán phải về những người ấy nghỉ ngơi sẽ có nhập và việc làm mình theo sau. Và giờ này xin mời ban các đoàn chúng ta tiến lên để tôn vinh Chúa. Xin mời ban các đoàn. Chúng ta sẽ giữ lòng thờ phượng Chúa của mình, ta sẽ giữ chúa cho chúng ta ở thiên đàng.
Oh.
Mời về đây để chúng ta hiểu hơn về ý nghĩa của một người qua đời trong Chúa. Tôi xin được trân trọng kính mời mục sư Lê Minh Đức, tổng quản nhiệm liên đoàn Chủ giáo Phúc Âm sẽ bước lên chia sẻ. Xin mời mục sư.